Lời nói đầu tiên, âm thanh bảy Tuấn Vương Kiên Giang xin kính chào mấy anh chị em đã xem kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu một cái loa 40 hàng của Fan, là loa siêu phẩm nè anh em nè, anh em ha, loa siêu phẩm đây, loa Fan, model là SV1503, ha, nhìn cái loa nè, hiệu nè, Fan nè, loa này là từ 190 quân 76, chép ở đây, chép nó, chép ở đây, lấy cái chép cho mấy anh em coi, chép của Fan luôn ha, đồng bộ Fan luôn ha, Fan có hai dập ha, chép lớn, chạy chép lớn ha, ổng rất là xịn ha, đồ là nguyên con của anh ha. Đây mình quay cho mấy anh em coi. Rồi, ổng đây. Lo Fan ha. Bộ con tầng rất là gấu. Con tầng rất là dữ dằn ha, nhìn lo trong là biết biết xịn này. Cho bộ con tầng này mấy anh em nhìn nè. Điện trở cái nào đấy nè. 50W xứ ha. Điện trở nè nè. Dây lo. Lo này là lo nguyên con của anh luôn chứ không phải lo là lắp ráp ở Trung Quốc nha mấy anh em. Lo này là lắp ráp tại anh luôn, nguyên con luôn nha. Nhìn là biết rồi ha. Lo này là sản xuất tại anh ha. Nhìn là kết cấu hai lo ha. Nhìn dây cột tất cả cái thứ nó lót này ha. Đây. Là mình quay cái vỏ thùng nó cho mấy anh em coi nè. Đây nè. Ha. Họ sơn sần rất là đẹp. Sơn sần rất là đẹp ha. Có cái chữ Fan. Đó. Mặt lưới ở đây nè. Đây nè. Nó mặt lưới ở đây nè. Ha, có hiệu Fan ha. Mình có hai đời ha. Một cái đời cái lưới này và một cái đời lưới này. Đây nè ha. Ở số đích nữa nè. Có ghi mã vạch và màu đen. Gốc mở ha. Của lo ha. Bao nhiêu watt gốc mở nó có đầy đủ ha, 600W ha. Độ nhạy 126 dB ha. Giải tần từ 40Hz cho đến 18. Đây là giải tần để 40Hz không để tới bao nhiêu kiếm. Nó để là 18 dB octave thôi. Ha. Đây ha, mình cho anh em ha. Nè, ấn lần nè. Ấn lần ha. Đồ của anh nguyên con ha. Lâu này lắp ráp tại anh chứ không phải Trung Quốc nữa. Lâu này nó về nguyên con nhập khẩu anh luôn. Ha. Nhìn nè, anh em nhìn nè. Thấy không em ha. Mình quay lại cái lo này ha, mình mở tháo cho mấy anh em coi chi tiết ha. Cái lo ha, lo nhìn nước sơn ha, nhìn rất đẹp ha. Đây, còn nguyên con của anh ha. Đây, lo. Lo này anh em nào lấy ha, mình bán cho 16 triệu cặp ha. Lo này mình về được khoảng 8 đôi. Anh em làm sự kiện gì các thứ ha, lo này cũng tiếng cực kỳ hay ha. Cho nên lo này là khỏi chê ha, nguyên con của anh ha. Tới đây là mình tới siêu phẩm thứ hai là cái lo Bass 30. Lo này là của Tôi Bù Sao. Tôi Bù Sao đây, Bass 30 của Tôi Bù Sao. Mình quay cái lo Tôi Bù Sao cho mình coi nè. Này ha. Nhìn mình biết lo xịn của Tôi Bù Sao ha. Đây. Bass 30 Tôi Bù Sao. Lo đây. Từ 190 quân 76 ha. Nhìn biết lo xịn ha. Đây. Cái chép neo ha, chép neo 450 neo. 450 neo của Tôi Bù Sao luôn ha. Nhìn hay quá ha. Tôi Bù Sao ha anh em. 450 neo của Tôi Bù Sao ha. Nhưng mà đặc biệt cái loại này làm cái họng rất là dài. Cái còi của nó nè. Em thấy cái còi không? Cái còi của nó quá trời dài luôn ha. Cái còi này á là để cho mình quýnh ngoài trời á. Để mình phóng đi á ha, cái còi nó dài. Hai cái chép cái còi ha, nó bự. Còi lớn mà dài ha. Cái còi cũng cái họng đóng chữ Tôi Bù Sao luôn á mấy anh em. Không có chữ Tôi Bù Sao luôn ha. Đây. Bass 30. Mình sẽ quay bộ con tầng cho mấy anh em coi. Con tầng của nó đây. Con này cũng xịn của anh luôn nha. Con này của Tôi Bù Sao thì đỉnh rồi. Con này của Tôi Bù Sao thì quá đỉnh rồi ha. Đây. Quay mấy anh em luôn nha, coi chi tiết cái lo này á, đóng cái hậu rất là dài, túm
đây nè, anh em thấy hậu dài không? Tấm đít, tấm đít, tấm đít không? Hậu rất là dài, tấm đít ha. Cái lo này nó để quấn phóng á, quấn tiến đi á, quấn tiến phóng ngoài trời á, để là trời quấn tiến phóng đi nó giọt tiến ngoài á. Cho nên họ làm rất là xài. Nhưng đặc biệt á, cái lo này rất là nhẹ mấy anh em, nhẹ lắm. Lo này mấy anh em đi show là hết ý ha. Lo này rất là nhẹ ha. Phân tầng nè, nhìn hết ý ha. Đây, túi bù sao nha. Thương hiệu này đỉnh này ha. Mấy anh em nào biết lo thì nhìn biết là đồ xịn ha. Lo này bữa nay mình cũng bán rẻ cho mấy anh em luôn, 14 triệu cặp ha. Lo này mình có được 60 đôi ha. Anh em nào lấy làm sự kiện hay gì đó mình bán, anh em bán hành lý rẻ luôn, bán rẻ luôn ha. Cái này bán giá tốt cho mấy anh em luôn ha. Tới đây mình cũng có mấy cái là hai cái lượt L TO. Lọc này cố ý nha mấy anh em, cố ý nhìn là biết linh kiện xịn ha. Mình quay linh kiện chi tiết cho anh em coi ha. Lọc này cố ý ha. Nè, quay chi tiết mấy linh kiện cho anh em coi nè, thằng vô nè ha. Nè, nhìn linh kiện là biết xịn nha. Mình bán là mình bán là mình nhìn linh kiện thôi, chứ mình không có nói bề ngoài dòm hiệu dòm đầu mất công. Mình nhìn IC là mình biết ha, đầu như thế nào ha. Hoặc là nè, tay em mã vạch nè đó, mình bán đồ là mình chỉ bán thật chất của cái đồ thôi, chứ mình không thích bán mà đồ giả, đồ thương hiệu này kia nọ ha. Mình bán là mình bán mở ruột cho mấy anh em coi, chứ mình không có bán mà bề ngoài dán Anh Ý Mỹ mà ruột trong phải ha. Nên mình bán đồ thật thì thật nên ha. Đây mình có hai cái nè ha, hai cái lại cho ha. Hai cái này á, hai cái này, một cái này mình bán 2,5 triệu, cái này nó hơi chốc sơn đấy, cái này mình bán 2,3 triệu ha. Cho mấy anh em là lấy ha, nó chốc một chút ha. Hai cái rồi, nhìn là biết xịn nha. Ăn LTO ha, ai biết được cái loại này thì biết ha, thương hiệu ha, nhìn đồ là biết ha. Tới đây là mình cũng có cặp lực đi quay nè, đi quay ha, lực đi quay hai cái rồi ha. Cái hình thức nó mất mấy con ốc này nè mấy anh em, mấy ốc này nè, mình mất mấy con ốc này nè, mất hai con ốc nè ha, hai ba con ốc đây ha. Cái cặp lược này nếu mà còn ốc nát rồi còn đủ nó rất là đắt tiền, nhưng mà cái này nó in Uta luôn ha, xài hoạt động bình thường ha. Made in Uta đây, made in Uta đây, đây made in Uta đây, Uta đây ha. Đây nè, anh em nhìn thấy ha, mấy Inoda ha. Một quay của Mỹ xịn nha. Cặp lực này bữa nay mình thanh lý luôn, bán 3 triệu luôn. Bán rẻ này, bán giá rẻ cho anh em luôn ha. Cặp lực quay 3 triệu. Tới đây mình có cái lực Cetamix nè, Cetamix ha. Anh em nào biết tới cái lực này thì đều biết ha, Cetamix ha. Quay trong là biết đồ xịn ha. Tăng phô nè, đây ha, có công tắc gạt 230, 110 và 230 ha. Cetamix ha, này nó đóng để Uta đây, đây in Uta đây ha. Mấy anh em nhìn rõ là biết ha, lực của Mỹ nguyên nồi nguyên con ha. Mình quay chi tiết cho mấy anh em coi ha. Uta đây, Uta ha. Đây dắt là nhìn là biết dắt nêu chích nè, các ống nêu kích nè, nêu kích xịn nè ha. Đồ Mỹ là họ hàng người ta xếp rõ sản nêu kích xịn này, Trung Quốc không có nha mấy anh em, Trung Quốc chỉ hành nêu kích giả nữa ha. Đây có tần số hẹp, và đây sẽ có cái tem 553 Cetamix 230W ha, sản xuất vào tháng 5 2 ngày 20 ngày tháng 5 ngày 27 2003 ha, có ngày sản xuất luôn ha. Nè, có số nữa ha. Đó, lượng này quá hay nha anh em, lượng là tiếng cực kỳ hay. Rồi, lượng này anh em lấy bán cho 4 triệu cái lượng này ha. Hôm nay thanh lý rẻ luôn ha, những món đồ này ha. Anh em nào lấy liên hệ với mình ha. Mình là cửa hàng âm thanh ánh sáng Tuấn Phương ha. Mình số điện thoại mình là 0945 949 949 ha. Đây, mình quay mấy cái loa fan đây. Mấy anh em coi ha. Vậy này mấy lò fan đây ha, mấy lò fan đây ha, mấy lò
phen này mình đó, mình tháo ruột cho mấy anh em coi đó, đừng lo ở đây ha, lo nguyên bản hết, rất đẹp ha. Đây cho nên tôi bù sau đây ha, này số lượng mình cũng có được khá khá, anh em nào xài bù xô nào xài bậy cũng có ha, tôi cũng bậy ha. Rồi anh em nào mua liên hệ với mình ha, mình ship hàng toàn quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại mấy anh em một cái video tiếp theo. Cảm ơn, tạm biệt.